Bây giờ sao? Anh đố em cái gì là chậm nhất? Con rùa ha? Con rùa không phải là chậm nhất. Con chó chạy qua đây cũng không phải là chậm nhất. Em bê cũng không phải là chậm nhất. Và đó là lúc ngày trời nó về. Dạ bọn em biết là tiền về bằng ngày 10, nhưng mới 30 chẳng thằng nào còn ngừng cười. Đâu có tiêu pha mà xem tiền thật lạ kỳ. Anh biết không mày? Và bọn em biết luật là luật, tình là tình, nhưng đói anh ơi thì làm việc được gì nhiều. Ăn sáng chưa gỡ vào cùng một lần rồi à, tối à? Không cần thiết đâu, tôi bỏ mẹ đi. Nếu lúc lương về đeo ai mua đồ, lúc lương về đeo đi du lịch, em ước rằng ngày mai anh nói sớm hơn thương mày, anh có thêm vào chút lương cho mày. Ngại chi mày ơi.